Bác sĩ Tùng vừa nói gì với em vậy? Dạ, bác sĩ Tùng nhờ em chăm sóc anh. Ở đây đã có y tá, có nữ điều dưỡng mà. Những người đó không thể chăm sóc cho anh được nữa. Sao vậy? Vì sự có mặt của Mai Đình. Vì Mai Đình đòi làm phận sự đó phải không? Dạ không, em không đòi hỏi. Nhưng bởi vì kể từ ngày hôm nay sẽ không ai ở gần anh được nữa, nên em mới tình nguyện làm một kẻ hy sinh. Trời ơi, tới giờ phút này mà người ta vẫn còn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người. Người ta bắt tôi phải chịu cô độc. Nhưng anh còn có em ở bên anh. Bên anh vẫn còn có Mai Đình. Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Mai Đình cũng không thể bên tôi suốt cuộc đời. Nếu người ta bảo tôi bệnh căng bệnh trầm kha không thể nào chữa trị, nếu người ta bảo tôi mang bệnh cùi bệnh hủi, thì Mai Đình có thể ở bên tôi suốt cuộc đời này hay không? Đừng nói nữa mà. Em gọt cam anh ăn nha anh. Nha, ăn cam ha. Ghê tởm lắm phải không? Cam nè. Làm sao cam. Mai Đình dám nhận lời? Hy sinh cái gì? Tình nguyện cái gì? Thế gian này giả dối hết. Đi đi. Đi đi, tôi không cần sự than hại ai cả. Đi liền, đi đi. Anh Trí. Tôi thật là vô lý. Xin lỗi Mai Đình. Dù sao thì Mai Đình cũng từ Quy Nhơn khăn gói vào để thăm tôi. Đáng lẽ những lời giận dỗi vừa rồi phải nhường cho những câu an ủi. À, cậu Phú đâu rồi? Cậu Phú vừa đi ra chợ anh à. Sao Mai Đình không ra chợ cùng cậu Phú? Chợ là lạc vui lắm á. Ở đây làm cái gì? Em không quen được cái buồn của bệnh viện đâu. Người buồn, cảnh vật có vui bao giờ? Hả? Em làm thơ nữa à? Theo anh riết rồi em cũng biết làm thơ. Nhưng mà em không có ham vui anh à. Bởi vì em đã làm quen với nỗi buồn từ thơ ấu. Và sẽ còn buồn nhiều hơn nữa cho đến hết cả cuộc đời. Nỗi buồn to lớn quá. Tôi tưởng tôi đã mang kiếp thi nhân là đã gánh vác nỗi buồn của thiên hạ. Không ngờ còn một người nữa là em. Anh Trí. Thiên hạ thường gọi tôi là Hàm Mặc Tử. Sao Mai Đình cứ mãi kêu tên tục của tôi? Tại vì em đã quen với cái tên chôn nhau cắt rúng của anh rồi. Và lại em cũng thấy em không xứng đáng được gọi tên Hàn Mặc Tử. Ngày nay có cái tên Hàn Mặc Tử là nhờ ở ngày xưa, ngày mà tôi làm thơ không tiền mua giấy mực, em đã chẻ ống lấy tiền mua giấy viết để tặng cho tôi. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi tìm lại mảnh đời ngây thơ. Bài thơ Tại sao người ta không nói thẳng cho tôi là tôi mắc bệnh phong cuồng? Anh ơi, tại sao người ta đem giấy kết quả như gì đưa cho Mai Đình mang tới? Tại sao? Tại sao? Anh Trí.
Trí ơi, từ nay anh không còn sợ cô. Bên anh em trọn đời sẵn sống đau thương, niềm vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại Quy Nhơn mà làm thơ ca tùng tranh vàng, tranh của quê hương vẫn nặng tình thương nhớ. Từ lâu mong đợi cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời, chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Là đây giờ bên ta chỉ còn lại một mái đền, người mà tôi đã bỏ quên suốt quãng đời đau khổ. Những chuỗi ngày còn lại anh cho em là hạnh phúc lắm. Em mới là người ban ân sâu nghĩa nặng, anh phải tôn thờ suốt một đời anh. Anh Trí, đừng khóc nữa. Em hãy gọi tên anh Hàng Mặc Từ. Hàng Mặc Tử. Ôi ba tiếng đó như trận bão kinh hoàng, vừa thổi qua biển cát chỉ đem thêm khô khan vào lòng. Để làm tiêu tan sụp đổ những thành quách quý nghi, trầm mặc giữa điêu tan. Sự nghiệp thi văn nằm trong số kiếp nhà trang, rồi đây biết ai còn nhớ tên Hàng Mặc Tử khi anh trở về sống lại với quê hương. Gần nửa đời người phiêu bạc tha phương, anh đã bỏ quên tên mình trong trí nhớ. Cái tên mà quê hương chẳng còn xa lạ và đã in sâu trong lòng giá gái quê. Em đang hờn ghét tôi đó có phải không? Phải mà, tôi đã tệ bạc với em suốt một quãng đời người con gái. Anh Trí, từ Quy Nhơn vào đây em chỉ mang theo món quà nhỏ nhỏ là tên của mẹ cha, để anh không bỡ ngỡ lúc quay về.
bài thơ nét chữ đã nhạt nhòa. Đó là hình ảnh của anh còn để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân thời anh đem trao hết cho người ta, giờ tạm bế em xin nhận về làm bảo vật. Chắc chẳng còn ai tới đây giành giật, không lẽ đời em mãi chịu thiệt thòi. Anh đi, em đã đứng cạnh anh đi 7-8 năm nay, cho đến bây giờ em mới tìm thấy một niềm vui nhỏ nhỏ. Mai Đình ơi em đừng nói gì hơn nữa, này đủ lắm rồi, nghe của tao đau. Phải, hàng mặt tử chỉ là một phút danh, người đời có thể quên khi nguồn thơ đã cạn, khi anh không còn tâm huyết ca tụng nhớ dần trăng sáng, khi anh đã là mê nhân chơi kim mẹ sống tận nguyện. Bất thiệt là cái tên Nguyễn Trọng Chi của anh, cái tên anh đã bỏ quên mà em đem vào hồn trinh cất giờ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Anh Trí. Mai Đình, mình về Quy Nhơn thôi em. Dạ. Hàng mặt tư vui về quê cũ, quý vị, chúng ta vừa đến với sự xuất hiện làm nức lòng khán giả mộ điệu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Chiêu Hùng qua trích đoạn cải lương Hàng Mạc Tử của tác giả Thể Hà Vân, Viễn Châu.